anh đứng lên đường kìa, đứng lên đường cái tôi cưới luôn vậy. Từ từ đó, thấy chưa đó. Đó. Cứ nhẹ nhọn gì có gọi là xíu người nè. Xin chào, welcome to Vietnam, welcome to a farming tour with us. This is a kind of augmented reality and virtual tours in Vietnam. Ladies and gentlemen, today we would become a local farmer to work on the very green vegetable garden or herbal village. This is very big village. And now we will talk, we will be trained by the local farmer. Yes. Con chào chú. Yeah. Hôm nay mình sẽ học cái nghề làm đất để trồng rau phải chứ? Yeah. Dạ. Thế thì trong quy trình này á thì con muốn biết là để làm được đất thì chú hướng dẫn cho con với con phải cầm quốc như thế nào và với đất như thế nào chứ? Bây giờ là trước đây mình mình chọn trước một cái dòng ra á. Dạ. Đi theo phụ thuộc với những người là coi như là có đất bán mình lồng ngán, mà có đất về mình làm sao về. Dạ, dạ. Đúng chưa? Muốn lồng một cái dòng ra thì trước mắt là cái đất mình phải lồng vệ sinh, cút lên cho nó có độ sét. Dạ, dạ. À, sang cút là bắt đầu mình có cái độ sét của độ mềm như này. Dạ. Làm sét mềm này. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bắt đầu mình phải sửa cái mặt bàn trước, cái trước khi lồng mình phải bôn cái mặt bàn trước. Ok. À, yes. Từ trong cái mặt bàn rồi bắt đầu là sang cái mặt bàn rồi mình bắt đầu mình qua về mình lồng đất. Dạ. À, lồng đất á, yes. Tùy theo cái cây trồng. Dạ. Ví dụ như người ta sản xuất cái cây hành á, là người ta bỏ bằng cái hệ thống phân chuồng á. Phân chuồng. Dạ. Thì người ta phải bác sào hơi 10 phân. Dạ, 20 phân. Đó là cây nó là cây hành nó có cái thời gian sinh trưởng từ 5 đến 3 tháng hạt. Một năm. Dạ, dạ. Có thể cái lụa hành cà rô chịu đựng tới một năm. Dạ, một năm. À, dạ. Một năm. Tức là người ta phải dùng cái phân chuồng. Dạ, dạ. Là cái phân đó là phân hủy lâu. Phân hủy lâu. À. Có thể chống tải sử dụng cho cái đất này. Hắn sẽ nuôi được. Hắn sẽ nuôi được. Cây đó. Nuôi ra được. Nhưng có cái thời gian là sinh trưởng dần à. Dạ, dạ. Còn nếu như mình sản xuất cái cây ngắn à. Dạ. Có thời hạn á là khoảng là 15 đến 20 ngày mình thu hoạch. Yeah. Thì mình lại dùng cái phân vi sinh. Yeah. À, vi sinh. Yeah. Tức là cái cây nó là hắn vừa đủ cái hết cái thời cái cây nó cái cây mà mình đang trồng ở cái thời điểm 15 đến 20 ngày. Yeah. Là hắn hút hết cái phân chanh là cây hắn đã tốc là lấy cái thời gian mình thu hoạch. Yeah. À, đấy okay. Thời gian mình thu hoạch. Yes. So he just explained that we need to have a organic fertilizer from the water, something like water lily and seaweed, something like that, and it could be working in the soil in 1 year. That is very organic and very stable for the soil, for the vegetable here. And he explained before about the soil, this area needs to be clean or clear very well to have a good surface, and the main purpose is to make the soil very soft, very soft, so it could be very well growing by the green vegetable here. Yes. And then next step, please. Chú hướng dẫn con bước tiếp theo làm đất với chú. Bắt đầu là sang xuống cái đất mình đã có độ sét. Dạ, đất là có đã có mặt bàn. Dạ. Bây giờ là mình muốn lò một rào ra một muốn vào dòng rễ này. Dạ. Tức là mình phải bắt với cái điều kiện của này á là hắn bởi vì cái phân vi sinh này có thể là người ta trở trên mặt đất người ta lò vẫn được. Dạ, dạ. Không nhất thiết phải bắt nó cách nào đi. Dạ, được. Tức là mình đất mặn mãn đầy thôi. Thấy không? Dạ. Mặn mãn thôi. Mỏng thôi chứ. Ừ, đó. Mãn thôi. Rất là đây. Nói được chưa? Dạ rồi được. Đó. Dạ. Để chọn vuông gác. Dạ. Là hắn ra cái hình chữ nhật. Dạ. Là hắn nhìn cái lũ gác về đó. Dạ, dạ. Đó. Nói đó. You know, with the soft soil like this, we don't need to make a very deep row like this. It is just very short. Đó. Swallow row with the soil. Là... Yes. He's making a vuông đất rồi phải không? Tức là mình phải sửa something sao like a square area and make again to get the surface very sửa sao mặt bàn này. Very well conditioned, in a very well condition. À. Yes. Sang đầu mình bón cái phân này. Dạ. Bây giờ tiếp theo là bón phân vô nhé. Bón phân đây là cái lụa phân vi sinh. Dạ. Phân này là hắn đã qua có nhà máy người ta chế biến, người ta sản xuất cái hỗn phân này rồi. Dạ. Tức là cái lụa phân này là tất cả những cái cây phân, cây xanh nè. Dạ. Ví dụ như mình ở nhà cái môi trường mình dùng á
là nhà nước và người ta biểu mình bỏ rốt á, dạ. Bỏ phân lụa. Dạ dạ đúng rồi. À, mà ni lông lặn ra ni lông. Dạ. Lá chuối rồi lá chuối cây dạ. Xanh lặn ra cây xanh người dạ. Ta biết thu hoạch cái này người ta nhờ người ta đưa vô nhà người má. Dạ. Người ta biết quản chất ra cái này. Đó. À đúng rồi. À, thấy chưa? Đó là mình, thưa quý vị đây là phân vi cơ. À vi cơ vi sinh đó. Các cái loại rác thải tái sinh. Phân hữu cơ, phân hữu cơ. Hữu cơ vi sinh, hữu cơ vi sinh. Đúng rồi. Như vậy là các loài rác thải đã được tập hợp và tái sử dụng làm phân bón như thế này quý vị là phân hữu cơ vi sinh. Thấy chưa? Yeah. This is one of the recycled fertilizer. Yes. It is very useful for making some kind of fertilizer for the huge and big vegetable free village of Tha Khoe like this. Lady and gentlemen, you may look around here to see it is very huge village of the herbal veggie. Yes. Như vậy là mình bác lên ra thì mình lấp lại ấy nữa. À. Tức là tại sao cái phân này á là người ta rễ trên mặt đất người ta cái vẫn được. Dạ. Tức là mình để bổ vệ là cái phân này không mình tưới nước là không cho cái hệ thống cái phân này trâu. Yeah. Tức là người ta phải đưa xuống dưới mặt đất về phân. Người ta dùng cái đất người ta trang trại là trải là hắn giữ cái phân này là nếu như anh để mặt đất này anh tưới là cái nước hắn sẽ ra nước sẽ trâu ra ngồi rạn thì cái phân này anh sẽ có cái độ lỏng. Như vậy là anh bác đây. Yeah. Anh giữ đây nè. Yeah. Giữ cái phân lại biết ha. He's now fill up the soil to protect the fertilizer in the good condition to be stable in the land in the soil is not being washed out by the watering. That is the meaning of the filling up with a swallow soil like this. Đó, mình lắp lại cái bắt đầu này, mình lắp lại, thấy mình bác lên đang là mình lắp ấy lại nữa. Như vậy là cái hệ thống phân là hắn nằm trong cái khung khổ của một cái rò đất là hắn không ra ngoài này được. Nha. Yeah. Ok. Đó. Dạ. Hello chú. Chào luôn sư Diễm Sinh. Yes. Wait a moment here please. Rồi bắt đầu mình sửa mặt bằng này. Sửa lại cái mặt bằng này. Rồi sửa mặt bằng rồi. Đó là mình tạo điều kiện thuận lợi cho cái cho mình cổ mặt bằng đó. Dạ dạ. Đó. Rồi như vậy là đây là cái vùng đất để mình trồng những cái cây cải này lên đúng chú? Đúng rồi. Ok. Chứ là nó đã ro được một cái lò đất. Dạ. Đúng chưa? Ê, để lộn cho anh đây, anh cua cái thẩm vấn cái này mà. Đây, chữ dùng cái bồ cầu này, cái bồ cầu đó, cái mặt bàn đó. Dạ, dạ, dạ. À. Cháo cho bằng phẳng đó. Chẳng bàn cái mặt bàn, để anh trái là tức là có cái độ bàn của mặt đất á. Dạ dạ. Cái nước nó chả đều. Tức là không có chỗ nào sủng, không có chỗ nào thấp á. Ừ. Đó. Đất ở đây nó tơi ghê, sụp, tơi sụp. Cút cho cái đất nó sớt. Rồi, cho bắt đầu mình rang một lò đất như đứa này. Đó. Để mình phân ra được lúc đất mình trồng ra vô trang mà. Dạ, không dạ. Cá đâu mà đang cháy. Dạ, dạ, dạ. Đúng không? Đó. You know he is making this area with a border with a small a very thin border something like this you see and inside he is good growing the veggie inside yes he tried to get yes the square the soil with the border like this yes okay được chưa yeah. Dạ rồi, con cảm ơn chú đã hướng dẫn tới công đoàn này rất là nhiều. Rồi. Thì bước tiếp theo trồng cây con sẽ theo dõi cùng với các bạn sau. Rồi. Và sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn trong cái bước tiếp theo. Bắt đầu mình nhổ cây giống.
Tức là mình gieo cái giống đó ra. Dạ. Nhổ cái giống đó, cái bắt đầu mình trồng theo nữa. Dạ rồi. Tức là cái cây này có thời gian sinh trưởng từ 15 ngày đến hơn 10 ngày người ta đã thu hoạch. Dạ rồi. Cây rất ngắn nha. Dạ. Mà khi hết đó coi coi như là khi mà hắn hết cái hắn tức là cái quá trình á là hắn cái phần này là cái, bởi vì cái cây có thời gian sinh trưởng ngắn à. Dạ dạ. Tức là hắn nuôi dưỡng được cái cây nó có tới tới cái thời hạn đó là bắt đầu mình thu hoạch là vừa. Dạ rồi. Ok. Rồi đó. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Rồi. Dạ. Dạ. Các bạn rồi đấy. Yes, so the final step of the growing veggie in this big garden is to put this one, the latter, into the soil. Yes, so we need first step, need to make the hole, make hole for it. Make use this finger to make the hole for the trees, for the veggies. Yes. Okay, and I will put this one into the hole. Yes, 1, 2, 3, 4, okay, clap for him. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. I'm a good farmer. Do you think so? Yes. If you like this video, please hit the button, like, and share the video, and then subscribe this channel. Your support would be very helpful for us to be working hard and try our best to produce some more interesting video about Vietnam discovery. Yes, ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you. Bye bye. Ấp ấy lại chẳng có mặt bàn như đó, cái đồ lá cầu cầu cầu. Ông tới ổng phụ trách thấy có cái lá sạc đi ăn hết cái